Rất không vui khi được trở lại với quý vị và các bạn trong chuyên mục tin tức. Lại một ngày mới phải dậy sớm, không được ngủ nướng. Người thì mệt mỏi nhưng mà vẫn phải đi làm và dẫn chương trình cho quý vị xem. Và sau đây là một số tin tức nổi bật. Mà thôi quý vị lên mạng, tin tức nó cũng tràn lan đầy trên đấy rồi. Tôi cũng không cần phải nói đâu, lười lắm. Từ sáng giờ chưa được ăn gì hơi đâu mà nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và không hẹn gặp lại. Chúng ta đang trở lại với chuyên mục tin tức. Chúng ta đang trở lại với chuyên mục. Thưa biên tập viên Hoàng Hiệp, có lẽ tôi đang nói thì anh không nên nói chen vào ạ. Vâng, nhưng mà theo kịch bản thì tôi là người nói câu này mới đúng chứ không phải là anh. Nhưng mà bây giờ tôi lỡ nói trước rồi thì anh phải để cho tôi nói chứ sao lại chen vào như thế được. Anh nói vậy là không có được. Phần của ai thì người đó nói chứ. Này, anh bỏ ngay cái kiểu nói chuyện mà chỉ trỏ vào mặt người khác đi nhá. Cứ chỉ đó, anh làm gì tôi nè. Này nhá, anh quá đáng vừa thôi nhá. Này, mày. Quý vị đang đến với chuyên mục sức khỏe. Chủ đề hôm nay là vấn đề hôi nách. Thưa biên tập viên Hoàng Hiệp, là một người bị hôi nách thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Xin lỗi anh Hoàng Sơn ạ, anh không nên nhắc đến cái vấn đề riêng tư của tôi ở đây. Tôi nghĩ chúng ta không nên ngại ngùng mà anh hãy mở lòng ra để chia sẻ những cái vấn đề này với khán giả. Vâng, thế thì tôi cũng xin chia sẻ. Tương tự như căn bệnh hôi miệng của anh Hoàng Sơn thì vấn đề hôi nách của tôi cũng khá là bất tiện. Anh Hoàng Hiệp ơi, tại sao anh cứ phải lôi tôi vào cái vấn đề này vậy? Tôi chỉ muốn dẫn dắt vào vấn đề một chút thôi. Chủ đề hôm nay là hôi nách. Anh bị hôi nách á thì anh tự dẫn anh vào đi. Tại sao lại nhắc cái chuyện hôi miệng của tôi để làm gì? Thưa biên tập viên Hoàng Sơn, chúng ta đang ở trên sóng truyền hình và khán giả đang xem. Tôi đề nghị anh bớt nóng lại và hãy là người có học. Ý anh là tôi vô học đó hả? Này, để là anh tự nhận nhá. Anh mới là đồ vô học á. À, con chó này.